Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo huyện Phong Điền dự lễ khởi công xây dựng cầu Hòa Viện, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Cầu Hòa Viện là cây cầu dân sinh kết nối giữa thôn Hòa Viện, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và thôn Văn Thủy, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cây cầu có chiều dài 6m, chiều rộng 5,5m, tải trọng 8 tấn với kết cấu bê tông cốt thép, kinh phí xây dựng 1,1 tỷ đồng do câu lạc bộ bất động sản Việt Nam tài trợ và dự kiến hoàn thành sau 4 tháng thi công. Sau khi hoàn thành, cầu Hòa Viện không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giao thương, đảm bảo an toàn giao thông cũng như tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội ngày một phát triển, mà còn là sự gắn kết, thắt chặt tình cảm giữa hai thôn Hòa Viện, xã Phong Bình, huyện Phong Điền và thôn Văn Quỷ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.